các bạn nha, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Nhá TV của mình nha. Thì ngày hôm nay mình có lên nhà hàng Hồn chơi và mình có mua một cái số nguyên liệu để làm cái món mì cay nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ vô luôn nha các bạn. Đó, chắc mấy đứa ở trong á các bạn ơi. Mấy đứa lên nhà hàng Hồn trước rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ vô luôn nha. Đây, đây là Ngọc nè. Hello bạn Ngọc ơi. Hello bạn. Đó, rồi ra đây anh, ra đây anh. Để khui ra các bạn ơi. Khui ra thì anh có mua một cái số nguyên liệu để làm trời ơi. Nó làm cái gì giống nha. Đây là nguyên liệu để làm mì kim chi em. Rồi bây giờ em mở ra đi. Quá trời luôn nè. Rồi. Tú đây đã. Mở ra. Có đèn không bật lên lại. Từ từ che. Đại bật đèn lên. Này gì đây? Đó, đây là kim chi. Đây anh có một kim chi nè. Cái viên chiên nè. Ok. Cái này bò là xích. Bò. Cái này bò gì? Cái này là xúc xích ba ơi. Cái này là bò dầu viên nè. Cái này là muốn thiếu nè. Cái này là mì Hàn Quốc mình mới mua nè các bạn ơi. Rồi bây giờ Ngọc giúp anh làm mấy cái cá này đi ha. Ok anh. Đem đi ngâm với nước đá để cho nó gã đông ra Ngọc ơi. Rồi, để mình nấu mì ăn ha. Rồi ok. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ cho xúc xích nè, bò viên với cá viên mình sẽ cho nó vô nước để nó gã đông ra nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ cắt ra nha. Đây, bước đầu mình sẽ cắt ra nha các bạn. Đây, mình mua 3 bịch tới các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, mình sẽ cho cá viên ra nha các bạn. Đây. Rồi tiếp theo là sẽ tới bò viên nha. Đây, đổ bò viên ra các bạn ơi. Rồi, đảo lên các bạn ơi. Đó. Mình cho luôn nha. Ok. Đó, tiếp theo là tới xúc xích nha các bạn. Giờ anh ngắt sẽ cắt bò ra nha bạn. Thì không biết đang cắt xúc xích ra. Rồi, cũng là biết nữa. Biết hay không? Phải biết rồi. Rồi có nói cho xúc xích ra các bạn ơi. Đây, đừng quậy quá. Tới nhà mình không nha. Rồi, ok. Mấy này nó quậy quá bạn mình ơi. Mình sẽ cho nước vô nha các bạn. Đó. Để cho ngâm vô gã đông nha các bạn. Cho nó ngâm với nước đá đi nha. Mình sẽ cho nó ngâm với nước nha các bạn. Đây. Thì trong nhà Hùng là có con đại đấy các bạn. Đại, chào bạn nha coi. Chào bạn. Ok. Đây uống gì ha. Thôi bây giờ mình sẽ vô chổng cho bạn xem nha. Đây Quang. Hello các bạn. Chào bạn đi Quang. Mình nè. Ngày mai thì anh tới đây. Ôi. Vô kênh ơi. Từ từ. Đây. Thì chút nữa làm xong cái món đó thì em ra thưởng thức nha Hoàng. Món gì anh? Mì cay. Mì cay. Đúng rồi. Yeah. Vô kênh. Đây đây, để mình vô chổng nha các bạn. Đó. Đây. Cùng chả mẹ luôn. Chà tất cả mọi người. Đó. Nhìn nó quậy kìa, nhìn lũ đó. Đó các bạn ơi. Quậy đi các bạn ơi. Quậy nha, quậy. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu bắt nước nha các bạn. Đó, bắt nước để mình nấu mì nha các bạn. Gì vậy ba? Cái gì? Bắt nước nấu mì rồi các bạn ơi. À, quan đừng. Thằng này nó giỡn nhây vô rồi. Cái đồ nghe nó mất tiêu rồi. Kệ nó cứ dưới đất kệ. Tại vì ở này là rất là nhiều người ăn nha các bạn, cho nên mình sẽ cho nước nhiều nha. Đó, bây giờ mình sẽ cắt xúc xích ra thành mấy khía khía nha bạn. Khi mà nó chín lên nó bự ra bạn, nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Với lại dễ mau chín nè. Đúng rồi. Rồi, để qua đây. Ok, để qua gõ nha các bạn. Rồi. Hôm nay là mình làm nguyên một cái thao gì luôn nha các bạn. Cá viên, bò viên bạn ơi. Rồi xúc xích cho mấy anh em ăn luôn các bạn ơi. Ăn đã luôn. Ok. À. Đó, khứa đi nha Ngọc, anh đi nấu cho anh nha. Ok anh đi nấu đi. Rồi các bạn ơi, trong lúc mà Ngọc nó giúp mình làm cá viên chiên, bò viên với xúc xích ở trong á, thì bây giờ mình sẽ dắt các bạn ra đây để khám phá khu vườn kế bên nhà con Hùng nha các bạn. Đây, ở đây thì Hùng nó trồng dưa hấu nha các bạn. Đó, ở đây có cây ớt nè, rồi mấy cái loại rau mà để nấu canh chua các bạn. Ở đây có cây đu đủ nữa nè các bạn ơi. Đó, cái trái này nó cũng gần bự nè các bạn. Đó. Này nữa. Khá là xum xuê luôn các bạn. Ở đây có xả nữa nè. Đó, mẹ Hùng là chắc phái trồng đu đủ lắm các bạn ơi, chắc trồng đu đủ hơi bị nhiều luôn. Đây, bây giờ mình sẽ hái ớt vô nha các bạn. Đây. Hái ớt nha các bạn.
mình sẽ hai ớt vô để vô mì ăn chung cho nó ngon nha các bạn. Ok, ba uống trái rồi các bạn ơi, hái nhiều làm gì. Đây hay kế tiếp mình sẽ hái thêm mấy trái ớt nhỏ nhỏ này các bạn ơi, để vô ăn chung cho nó ngon nha. Đây mấy trái này cũng ngon lắm các bạn ơi, hái vô hết luôn rồi. Ok vô thôi. Rồi bạn ơi, bây giờ mình sẽ đổ mấy cái này vô cho nó chín màu nha bạn. Ok em ơi. Trời trời ơi, có đũa kìa, đũa kìa. Ê từ từ. Nè đũa nè, đũa nè. Đũa nè, đũa nè. Cầm. Ok luôn các bạn ơi. Đây. Bây giờ mình sẽ đợi cho mấy cái hỗn hợp này nó chín nha các bạn, rồi mình sẽ bỏ mì vô mới đầu thưởng thức thôi. A few moments later. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ mì vô nha các bạn. Ok luôn em ơi. Rồi. Bỏ đi, bỏ nhiều nhiều đi em ơi. Bỏ mấy mình cái bỏ mà gia vị hồi xíu mình hả để vô hang nhá. Đúng rồi, mình chú ý mình bỏ mì vô tại vì mì này nó khó chín lắm nè. Rồi. Ok. Em bỏ tiếp em đi. Ok em ơi, từ từ đi. Đây. Quá chín luôn các bạn không? Đây, bỏ mì vô các bạn ơi. Đó, mì Hàn Quốc luôn nha các bạn. Bữa nay mình đãi anh em mình bữa luôn nha. Cộng nào cộng nấy bự chà bá luôn. Thôi ổn các bạn không cãi nha các bạn. Tại vì mấy đứa ngoài trước nó cài hào kê la hét lum chơi các bạn ơi. Nó quậy quậy á. Đó. Rồi bây giờ em cho bột hạt nêm luôn em ơi. Để nhúng mì xuống đây. Ok ok. Cho hạt nêm luôn em ơi. Cho hạt nêm luôn em. Đây này em ăn cái rượu còn nó gạt tới đây luôn. Trời ơi. Nhỏ nhỏ như hồn đang quay như hồn. Dạ. Ok, bột ớt nhiều nhiều nha em. Ở bên okay. Đây anh nãy mình có hái ớt tươi nè các bạn ơi, chút bỏ vô nha Ngọc. Ok anh. Càng cay, tụi này nó ăn cay lắm em đừng có sợ em ơi. Sợ nó ăn cay không nổi nè các bạn. 5 gói mì là 5 cái bịch bột ớt nha các bạn. Mà bịch nào bịch nấy cay lắm nha. Để có 3 bịch bột ớt được rồi. Đúng rồi, đừng để nhiều quá. Nhiều quá ăn bỏ cay, cay không ngon gì cho á. Đúng rồi. Rồi 1 bịch nữa thôi ha. Ok, gọi như mình để rau luôn đi, rau củ quả ha. Ok anh. Đây. Đây. Đó, ok. Thấy đũa trộn lên. Nhúng mì xuống nè. Nhúng vô. Trời ơi. Các bạn nhìn kìa, cái nước nó thay đổi liền các bạn ơi. Ủa, quá đã luôn các bạn ơi. Tại đây ánh sáng nó cũng được đầy đủ không? Các bạn thông cảm nha các bạn. Đây. Nước nó thay đổi thành màu đỏ liền luôn các bạn. Thôi bây giờ em cho rau củ vô đi ha. Em mời anh heo. Rồi các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng làm xong cái nồi mì cay nha các bạn. Đó. Mời bạn nha. Rồi. Ăn nha các bạn. Ok em ăn đi em. Ôi, ngon cực kỳ luôn các bạn. Rồi, gắp đi, gắp đi, gắp đi. Gắp đi anh em. Này là A Ngọc làm nha các bạn, lần đầu tiên được A Ngọc làm ăn luôn nha. Đúng rồi. Nãy giờ ngồi ngoài đó nó chơi. Thử thử đi, ăn xúc nè, bò viên luôn cái hụng. Sao hụng, sao hụng? Ngon, ngon, ngon. Bò hụng, chị Ảo nè, sao chị Ảo? Xúc xúc dài. Ngon mày nào. Rồi, sao đại? Chưa ăn, từ 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 từ. Mì vừa ăn đấy các bạn ơi. Rồi, Ngọc quang ăn mạnh mạnh vô nha. Dạ, em. Dạ, dạ. Rồi. Sao hai con sức ăn hai anh em mình làm nãy giờ sao Ngọc? Quá đỉnh bạn ơi. Rồi. Ngon đại. Ngon. Anh Ngọc làm thấy ngon à. Ok chưa? Ừ, quá ngon. Cả chát quá dai luôn. Rồi. Ôi, đủ mì siêu to đến từ vị trí của A Quang. Ấm ấm ấm. Từ từ anh nóng mà thổi cái. Thôi ăn ha. Còn nóng lắm, chuyển cảnh đi anh. Hôm nào nguội hả quên. Còn bây giờ trời cũng ở ngoài trời cũng đang mưa luôn các bạn ơi, mà ăn mì cay vừa nóng. Quá đã luôn, hợp lý nữa. Sao đã? Chưa ăn từ từ. Như hồi nãy mình cũng đã nói. Nó y chang vậy đó. Có là về á, tao có em không? Đây, giờ mình là cameraman nha các bạn. Anh Ngáo nè. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Gắp mì đi anh. Xích nữa. Rồi em, từ từ cho em. Gắp nhiều đi anh. Em sẽ cho anh thấy trình độ cầm camera của em. Ok, mời bạn nha. Ăn đi. Ngon ngon. Ăn cái mì thử nha các bạn. Trời ơi, khói nó bốc lên luôn kìa. Quá đã không? Sao nóng đã lắm em. Tuyệt vời. Anh không cần thở luôn á hả? Đúng rồi. Ăn nữa hả? Ăn tiếp đi, ăn tiếp đi. Đây, xúc xích mãi bạn nha.
đó thì đi nước rồi. Úc cơ. Chiến cảnh đi. Quang đã dặn mấy chén rồi. Em không biết nữa, em gấp có đầy chén đâu mà chị hỏi em. Quang hay nãy giờ ăn cũng ăn liên quan. Ăn nhiều nhiều đi Quang ơi. Rồi. Tới Ngọc nè. Không có bạn nha. Không rồi. Tâm rồi. Xích rồi, miếng xích rồi. Đó. Dữ liền. Anh Đại. Anh Đại. Rất ngon. Như hồi nãy mình nói. Tôi không biết trang nữa. Rất ngon, mình cũng rất cay. Giỏ sao? Cao quá. Không, không, không. Cay quá. Thở cay. Nãy giờ ăn sao rồi Quán? No không em? Hết nở rồi. No lắm rồi phải không? Rồi Ngọc sao em? No quá rồi nhá rồi. Rồi còn Đại thì ăn no nằm giống rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ mấy anh em mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn các bạn ơi. Nếu bạn hết rồi nếu bạn không hết rồi còn đóng luôn. Rồi để có gì tối mấy anh em mình hầm lại ăn tiếp. Thôi bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn các bạn ơi. Nếu bạn nào thích video này hãy cho mình xin một đăng ký, like, vô nữa mọi kênh nhé tivi của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.